Dạ, em chào anh chị em mình ha. Thì hôm nay tiếp tục lên cho anh chị em mình là 25 tác phẩm nhỏ gọn để bàn cho anh chị em mình chơi Tết ha. Cũng rất mong anh chị em mình đón xem và ủng hộ luôn. Thì cây mã số 1, mã đầu tiên là tác phẩm Linh Sam đây. Dạ, địa chỉ nhà vườn em là ở xã Long Hới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha anh chị em. Số điện thoại là 0975 282803, cũng là số Zalo của em luôn. Thì ở vườn cũng còn rất là nhiều mặt hàng, anh chị mình mà cần mặt hàng nào thì cứ liên hệ qua giúp em ha. Tác phẩm đầu tiên là tác phẩm Linh Sam Song Hinh Cốt To Đế Đẹp đây, nuôi theo lối tàn hiên nhiên nha anh chị em, đang cho hoa đế trải đều hết phân tàn dày kín, cây này đang búp hoa rất là nhiều nha anh chị em. Song Hinh hả? Dạ, Linh Sam Song Hinh hoa tím nhẹ. Theo là phần thông số mình gửi đến anh chị mình nha. Đây cái hoành ngay đây của nó là 22. Hoành 22, chiều cao là 28. 22 cao 28, ngang tàn là 60. Thì giá giao lưu với anh chị mình là 900k nha. 900k, bên em bao ship luôn chậu cho anh chị mình. Rồi thì em xuống và em lên mã số 2 cho anh chị mình luôn. Nói chung là cốt cành nuôi to tầm khoảng tay cái rồi nha anh chị em, liền lạc hết rồi. Cốt cành nuôi ok nha anh chị em mình. Rồi đếm lên mã số 2 luôn. Mã số 2 là tác phẩm Mai Ân Thủy Trung Nu, hàng mini để bàn, cây lùng lực nha anh chị em. Mã số 2 đây. Bộ phơm tàn thì cắt tỉa ok hết rồi nha anh chị em, liền lạc. Hàng này nói chung là nó xuyên hoa lắm nha anh chị em. Đây em xoay cho anh chị em mình xem, phơm tàn là bao dày kín luôn. Giá chỉ có 800k thôi nha anh chị em. 800k bên nhà vườn em bao ship và luôn cả chậu cho anh chị em mình. Cốt cành nuôi là cũng được tầm em tay cái ha. Bộ phơm tàn là dày kín. Đo hồng số cho anh chị em mình. Hoành của nó là 21. Hoành là 21. Chiều cao là 20. Ngang tàn của nó là 30 nha anh chị em. Giá giao lưu với anh chị em mình là 800k. Đây, cốt cành nuôi to, phơm ok nha anh chị em. Dày mịn ha. Rồi thì em lên mã số 3 cho anh chị em mình luôn nha. Mã số 3 là một tác phẩm Linh Sam Song Hinh. Đường thân co quái nha anh chị em, cây là liền lạc. Bột phơm tàn thì ok cho anh chị mình rồi nha. Hàng này thì anh chị mình muốn nó có hoa thì anh chị mình cứ bỏ khô, bỏ khô cho nó tầm khoảng 3 ngày cho nó dập lá lại luôn, cũng không sao nha anh chị em. Thì anh chị mình tưới dập nước vào thì nó sẽ lên hoa 100% cho anh chị mình nha. Đo phần thông số cho anh chị mình tham khảo đây. Đây cái hoành là 12, hoành thân là 12, chiều cao từ mặt chậu lên là 15, hết tàn của nó là 24 nha anh chị em. Giá giao lưu với anh chị mình chỉ có là 700k thôi, 700k bao ship luôn chậu nha. Đây bộ phơm tàn phía trong dày mịn kín hết nha anh chị em. Bộ phong tàn này, liên lạc ok. Rồi lên mã số 4 cho anh chị mình tham khảo luôn ạ. Mã số 4 là một tác phẩm Mai Ân Thủy Trung Nu, phong tàn dày mịn kính nha anh chị em. Giá giao lưu với anh chị mình chỉ có là 350k thôi nha. Cây như thế này giá chỉ có 350k thôi. Bộ phơm tàn anh chị mình thấy kín hết, cũng đang chuẩn bị cho hoa lai rai luôn. Rồi tiếp theo là phần thông số em gửi đến anh chị mình đây. Hoành là 18, hoành 18, chiều cao là 20, ngang tàn là 32 nha anh chị em, ngang tàn là 32.
giá chỉ có là 350k cho anh chị mình về chơi. Rồi, em lên mã số 5 cho anh chị mình luôn. Mai chiến thủy trung nu lùng lực nha anh chị em. Phơm tàn dày mảnh tích luôn. Liên lạc sạch sẽ. Đó. Cốt cành nuôi to. Rồi, tiếp theo là phần thông số cho anh chị mình tham khảo nha. Chiều cao là 13. Chiều cao 13, ngang tàn của nó là 32. Cao 13, ngang tàn 32. Đây, cái hoành ngang đây của nó là 23 nha. Đó. Giá giao lưu với anh chị mình cái này là giá 750k. 750k nha. Đây. Cốt cành cũng nuôi khá lực. Hẹn chơi Tết thì anh chị mình nha. Đó. Ok, rồi, lên mã số 6 luôn. Mã số 6 là tác phẩm Nguyệt Quế lùng lực. Phơm tàn ok nha anh chị em. Cốt to. Đang chuẩn bị bóp hoa nha. Liên lạc. Rồi, tiếp theo là phần thông số gửi đến anh chị mình đây. Chiều cao của cây là 17. Chiều cao là 17. Hết tàn của nó như thế này là 27 nè. Hoành của nó là 18 nha anh chị em. Hoành là 18. Đó. Thì giá giao lưu với anh chị mình là 3 triệu nha. Giá là 3 triệu. Mã số 6. Một quế. Rồi. Đây. Cốt cạnh nuôi to. Hàng này thì nói chung là gốc là lá sắn bông chùm. Bên em ghép lá sắn bông chùm vào nha anh chị em. Cũng báo rõ cho anh chị mình ha. Đó, cốt cành lực. Rồi em lên mã kế tiếp cho anh chị mình đây. Linh Sam Song Hinh. Đường thân co quái quá đẹp luôn anh chị mình ơi. Phơn tàn ok. Liên lạc sạch sẽ. Giá xạ cuối năm cho anh chị em mình luôn, chỉ có 700k. Ha. Rồi em đo số cho anh chị mình đây. Chiều cao 26, ngang tàn 33. Bài này vành trung bình của nó từ khoảng 9 cho đến 12 cm này nha anh chị em. Vành là 9. Giá 700. Đây. Đó, bộ phơm tàn cốt cành ok nha. Rồi em xuống và em lên mã số 8 cho anh chị mình luôn. Số 8 Mai Chiến Hỷ Trung Nu. Phơm tàn ok nha anh chị em. Liên lạc sạch sẽ. Cốt nuôi to ha. Tiếp theo là em đo hôm số cho anh chị mình luôn. Chiều cao 20. Cao 20, ngang tàn 35. Hoành 18 nha anh chị em. Hoành 18, cao 20, ngang tàn 35. Giá là 400k nha. Giá 400k. Bao cả ship và luân chậu rồi nha anh chị em. Thẹo thì cuốn cũng khá rồi nha anh chị em mình. Trên 50% rồi. Rồi em xuống và em lên mã số 9 luôn. Đây, mã số 9 là một tác phẩm Cần Hăng. Cây đường thân cũng co lắc lượng ha. Đây. Giá giao lưu với anh chị mình là 700k nha. 700k. Rồi em xin phép đo một số cho anh chị mình đây. Hoành 30. Ủa chiều cao là 30.
hết tàn như thế này của nó là 45 nè. Cái hành cũ, em đo hành cũ nha anh chị em. Hành cũ của nó là 19. Giá 700. Khá ok nha anh chị em. Rồi thì em lên tiếp mã số kế tiếp cho anh chị mình đây. Mã số 10. Tác phẩm Mai Hỷ Trung Nu, cây cũng khá lực nha anh chị em. Hàng này sống khỏe hết lên anh chị em. Vấn đề thân chậu thì anh chị mình yên tâm. Đây. Đó. Rễ ăn trắng hết trơn ha. Cây là bao sống khỏe cho anh chị mình. Liền lạc hết à. Phơm tàn cốt cành nuôi ok rồi. Hàng về chơi Tết cho anh chị mình nha. Đây, hoành 20. Hoành 20. Chiều cao của cây là 20 luôn ạ. Nghiêng tàn của nó là 30 nha. Như cây này thì giao lưu với anh chị mình là giá chỉ có 650k thôi. 650k ha. Rồi em lên mã số 11 cho anh chị mình luôn đây. Mã số 11 rồi, tác phẩm Mai Hỷ Trung Nu, phơm tàn ok. Giá hữu nghị cho anh chị mình luôn là 400k nha. 400k. Phơm tàn ok nha anh chị em. Rồi em xin phép đo số cho anh chị mình đây. Hoành là 15. Chiều cao 22, hoành 15 cao 22, ngang tàn 22. Rồi thì em xin xuống và lên mã số kế tiếp cho anh chị mình đây. Tác phẩm Nguyệt Quế lá sắn mông chùm. Bộ phơm tàn là ok nha anh chị em. Cắt tỉa ok cho anh chị mình rồi. Này nó chuẩn bị bung đọt rồi nó sẽ lên hoa luôn nha. Hàng này nó cũng rất là xiên hoa. Cốt cành nuôi khá to rồi nè. Phơm liền lạc. Sạch sẽ cho anh chị mình nha. Đây, chiều cao của cây là 33. Cao 33, ngang tàn là 44. Hoành 22. Thì cây này giao lưu với anh chị mình là giá là 800k nha. Giá em báo cũng sát lắm rồi nha anh chị em mình có ưng thì liên hệ qua giúp em nha. Hàng này, cái mặt hàng em lên thì em không có giảm được nha anh chị em. Nói chung cũng xả hàng về cho anh chị mình chơi Tết, cho trống vườn luôn. Rồi thì em xuống một lên mã số 13 cho anh chị mình đây. Mã 13 là tác phẩm Linh Sam Song Hinh. Cốt cành nuôi khá già. Tai tàn ok cho anh chị em. Đế thì cũng nguyên một cái bể ha. Song Hinh luôn. Dạ Song Hinh. Hoa này hoa tím hang. Rồi em đo số cho anh chị mình đây. Chiều cao 24 nè. Hết tàn của nó như thế này là 65. Hoành 27. Thì cây này giao lưu với anh chị mình chứng giá cho anh chị mình luôn là giá 3 triệu nha. Đây. Phơm tàn dày kín mịn hết rồi. Rồi thì em xuống và lên mã kế tiếp luôn. Mã số 14 nha anh chị em. Như cái này thì chỗ này nó có bị bể nha anh chị em. Nhưng mà nó, ở phía trong nó cũng xăm rồi. Giá hữu nghị cho anh chị mình luôn chỉ có 300k thôi. 300k. Đây mặt sau thì nó cũng bị chút đỉnh nha anh chị em. Giá 300k. Chiều
chiều cao của cây là 22, ngang tàn là 25, hoành 15 nha anh chị em, giá là 300k thôi. Đó. Rồi em lên mã 15 cho anh chị em mình tham khảo luôn ạ. Mã 15 là tác phẩm hoa giấy. Thì cái gốc này là gốc hoa giấy nhưng mà nó đâu nó có một cái cành nhánh của cái linh sam á, nó lên thì em cũng dạ. Hai cây thì nói chung là gầy, anh chị mình có thể tách được. Tách ra chơi hoa giấy không cũng được. Đây. Hoa giấy thì nó đang lên hoa rất là duyên nha. Cây nào linh sam? Đây, linh sam. Dạ, cây nhỏ là linh sam. Rồi tiếp theo em đo thông số cho anh chị mình đây. Chiều cao của từ bờ chậu lên tới hết cái ngọn hoa là 21 nè. Phép hành 13. Ngang tàn của nó như thế này là 40. Đó. Thì như thế này giá giao lưu cho anh chị mình 800k thôi nha. 2 cây. Dạ, 2 cây. Mua 1 được 2. Rồi em lên mã 16 cho anh chị em mình lên. Linh sam song hình, đường thân co quái lắc lượng, mã 16. Phân tàn cốt cành ok nha anh chị em. Giá chỉ có 800k thôi. Anh chị em mình sở hữu được một tác phẩm linh sam đường thân này. Anh chị em mình thấy đường thân ha. Co quái. Đế cũng trải đều nha anh chị em. Đế thì thuộc dạng đế nơm. Rồi, phần thông số gửi đến anh chị mình đây. Chiều cao 27. Cao 27, ngang tàn 30. Hoành là 8 cm nha. Hoành là 8 cm. Quá duyên cây cho anh chị mình luôn. Rồi, em lên mã 17 cho anh chị mình đây. Mã 17, tác phẩm mãn hỷ trung nu lùng lực. Như cái này giá giao lưu với anh chị em mình chỉ có 700k nha. Bộ phơm tàn dày kính mạnh hết. $700 bên em bao ship và luôn chậu cho anh chị em mình luôn nha. Đây. Bộ cốt cành phơm tàn thì quá là duyên rồi. Đế thì cũng được trải đều nha. Hoành 17. Hoành 17 cao là 12. Hoành 17 cao 12 nhưng tàn 26. Rồi lên mã 18 cho anh chị em mình luôn đây. Mã 18 là tác phẩm linh sam song hình. Đế trải đều, cốt cành nuôi tàn thiên nhiên nha anh chị em. Cây nhìn cũng rất là duyên dáng nha. Rồi em đo thông số cho anh chị em mình luôn. Cao 27. Ngang tàn là 55. Ngang tàn 55. Hoành là 21 nha anh chị em. Giá giao lưu với anh chị em mình là 800k nha. Sam song hình. Đây. Đây mặt sau. Rồi em lên mã 19 cho anh chị mình luôn đây. Mai chứng hỷ trùng nu, cây nhãn bay ha. Giá hữu nghị cho anh chị mình luôn là 400k nha. 400k. Bao cả ship và luôn chậu cho anh chị mình về chơi rồi nha. Rồi, em đo số cho anh chị mình đây. Hoành thân là 14.
chiều cao là 19, ngang tàn của nó là 33. Giá giao lưu với anh chị em là 400k nha. Rồi, lên mã số 20 cho anh chị em mình luôn. Tiếp tục máng hỉ trung nu 400k luôn nha anh chị em. Cây vắng trực ha. Đây nó đang búp hoa cũng đây, các đọt non thì nó chuẩn bị lên và nó theo hoa như thế này ha. Phân tàn ok. Quanh 13. Cao 23, ngang tàn là 23 luôn. Giá 400k nha. Ba quả ship và luôn chậu nha anh chị em. Rồi, em lên mã 21 cho anh chị em mình luôn. Đây, mã 21. Mai chiến hỷ trùng nu. Phân tàn cũng ok. Rồi, em đo hôm số cho anh chị em mình luôn nha. Hoành là 21. Hoành 21, cao 21, ngang tàn 26. Giá giao lưu với anh chị mình là 350k nha. Giá chỉ 350k thôi. Rồi, mã 22 tiếp tục lên cho anh chị mình luôn. Giá 400k luôn nha anh chị em. Đo hôm số cho anh chị mình đây. Hoành 16. Hoành 16, cao 23, ngang tàn 26. 400k luôn nha. Đường thân lắc, cây rất là dài. Thân tàn ok. Rồi, lên mã 23 cho anh chị mình luôn. Nguyệt quế lá sắn bông chùm. Bộ phân tàn mịn, mảnh kính. Nhìn rất là duyên cây nha anh chị em. Giá giao lưu với anh chị em mình chỉ có như cây này á, thì về anh chị em mình cứ để. Máy này nó đang chuẩn bị búp hoa nè. Nó đang chuẩn bị búp hoa rất là nhiều. Rồi, em đo số cho anh chị em mình đây. Chiều cao 19. Cao 19, ngang tàn 28. Hoành là 23, đó, như cái này giá lưu với anh chị em mình. Chuyển giá luôn 900k. Đây. Ok nha anh chị em. Rồi, em lên mã 24 cho anh chị em mình luôn. Máng hỉ trung nu. Phân tàn thì ok. Đo hôm số cho anh chị mình đi. Hoành là 15. Hoành 15, cao 24, ngang tàn 24. Giá 400k luôn nha anh chị em. Phân tàn ok nè. Liền lạc hết. Rồi, em lên mã 25, mã cuối clip ngày hôm nay luôn. Đây, 25. Linh Sam Song Hinh. Cốt nuôi to liền lạc, phân tàn ok nha anh chị em. Cây là sạch sẽ, không có trái tụt gì hết nha. Hoành 24 nè. Cao 30. Ngang tàn là 6, 58 nha anh chị em. 800k luôn.
bỏ phân tàn ok nha anh chị em. Liền rồi. Rồi. Thì cũng cảm ơn anh chị mình đã theo dõi hết clip ha. Cũng rất mong anh chị mình đón xem và ủng hộ cho em. Rồi thì em chào và hẹn gặp lại anh chị mình vào video kế tiếp luôn.